Đó. Điểm cá lóc rồi các bạn ơi, chín thiệt rồi. Đâu, nước lóc. Quá đã. Thấy không? Cái này già là dính luôn nha các bạn ơi, chứ chưa có đi thăm nữa đó. Chưa hết cần nè. Tính qua để thay nhái nè. Nãy mình cắn cấm dế không mà dế thì nói chung rất là hao. Chừng khống nè, cá nó không phóng được nè. Dế dầu gì thoát khỏi. Bay luôn kìa. Bạn khoan từ từ nha, quay TikTok luôn nha. Để xử nó cho. Từ từ. Ổn lên. Để nhỏ lên. Để dần tao mới quay kìa. Rồi đó, ai nhổ không được chứ. Im, có nhớt nha, có nhớt nha anh em. Lát cũng nghe cái ẩm nữa mà không phải dính cá. Mà sao té. Té xuống để ẩm. Không tưởng nó nước nó ấy không chứ. Nghe cái ẩm quá kìa. Cũng hên, rồi cái ẩm nữa cá bay ngược về ruộng. Hai chào cả nhà nha. Hai chào cả nhà nha, bây giờ mấy anh em đã về tới nhà, được con cá lóc đầu tiên. Ồ, có lấy. Bỏ vô xô kìa. Chuột nữa chứ. Được con cò với con chim nữa. Đi đó. Sau này sau đó. Rồi sau đó lại đi. Có lấy nha, được con cá lóc đầu tiên. Em. Anh chút xíu Tân với anh và anh Hoàng em sẽ quay lại với phần thăm câu của các bạn trong tiếp video nha. Hai xin chào cả nhà nha, bây giờ 8 giờ rưỡi rồi, mấy anh em xuất phát để đi thăm những cây cần câu. Nãy giờ mấy anh em cắm câu. Đó. Nãy thì đầu clip thì mấy anh em cũng đã dính được một con cá lóc đầu tiên. Nhái còn y nguyên. Có con nhái hả? Cái gì mới nghe cái sộn luôn đây nè. Ê dính này. Ê cá bự cái gì đây? Tôi nghe cái sộn rõ ràng mà, đây nè dính con nè. Bay luôn kìa. Bạn khoan từ từ nha, quay TikTok luôn nha. Để xử nó cho. Từ từ. Để nhỏ lên. Để dần tao mới quay kìa. Rồi đó, ai nhổ không được chứ. Ghê. Buổi tối miền Tây các bạn. Nó nghe cái sộn, nó nhảy cái sộn đó kìa. Tiếp tục con cá thứ hai các bạn ơi. Xíu sảy hả? Thấy vậy chứ nó dính như cái mép đó dễ gì. Tại vì sao nó nhảy nãy giờ cà bay luôn mà. Nó dính có miếng xíu ngoài không? Cá này bằng cá nãy trời. Ừ, cỡ cá nãy. Cỡ luôn, có cá bự. Tụi các bạn ơi, vậy là có lý rồi, hai con rồi. Bị có cháo ăn rồi các bạn ơi. Ồ, mình đi tới đẳng là cũng tan cái gói mì rồi đó. Gói mì cũng tan thành theo mấy khối rồi đó. Tiếp tục nha cả nhà. Có nhái luôn nha. Mốt đi cắm đem cái túi này theo luôn. Đụng nhái nào bắt hết. Bắt nhái bự luôn, nó cháo luôn. Rồi, con này bụng ha. Mấy tuần trước đi. Ừ. Nhái còn nguyên các bạn. Nguyên nhái nha. cầm cái câu ốc lên đẻ luôn các bạn. Trời ơi, trời tới cả không nổi. Đâu? Trụt ngoài luôn hả? Trời mong trời. Lứa màu à. Đâu? Lứa màu à. Lắm, cắt xanh. Đã trời. Khoái chạy nước miếng. Ba con cỡ một. Ủa này một lứa một chạy. Trời ơi dính chút xíu. Ôi, ơi ba. Con này dính ngoài dính vô vậy? Được rồi đâu. Kè. Nó có đông mà. Dưới kia. Ủa trời ơi, ngoài dính vô. Thấy ngoài móc cũng không được vô. Tưởng là tào lao nữa chứ. Dễ gì. Bữa nay không có ông thầy, không có tào lao. Con đại không có tào lao à? Ừ. Dính bại. Mắc cần nhiều lắm. Tiếp tục các bạn ơi. Con thứ ba nha. Cá đồng nguyên chắc. À, đây một dính nữa là thua đấy. Thấy mấy con cá này không? Ôi. Dính như vậy.
À, làm như nó hơi giật nhái. Ấy kia mắc tiêu nhái rồi. Kia nhái hay nhái? Tiêu rồi. Gì? Nghe sống không? Bự không? Bự không? Khoan từ từ. Được. Ta khỏi phóng kìa. Cỡ một. Không sao cỡ một không chạy. Cái này bự hơn. Cái này bự hơn nè, này bự. Ai xin lên đi, bỏ đi ăn luôn. Bự rồi. Bự mà nó không được mập. Lớn hơn hai con đầu. Con thứ ba các bạn ơi, ngon lành. Đã trời. Chà bá luôn trời. Cái bụng ăn. Ăn chà bá. Con thứ ba ở đây là con thứ tư đó nha. Nhà nãy con đầu nữa. Bà con ngọt ngọt ngọt. Còn nữa, còn hấp dẫn nữa. Nó tức chăng cái bầy nắng không dính là ổn á, còn đó là cá bự lắm đó. Mà chưa tại em thấy luôn mà. 60. Lỗ tai hoàng thính nghe, nghe sộm sộm là dính cá ha. Ở đây có cần nữa nè. Còn nhái các bạn. Ừ, ghê trời. Được rồi đó ha, được ha. Ê kìa kìa, chà bá luôn kìa. Nè nè, ăn ăn. Nè. Chà bá luôn. Rồi trời, đạp. Đạp sập xuống gì mà con đó nó mê mồi vậy trời. Không nhảy luôn. Nhái nó bự nha. Rồi em muốn đi em đạp nhái. Đi đạp nhái luôn. Ở đây nãy dữ lắm mà rồi mà không dính trời. Dính không? Dính ăn ơi. Tặng nhái trước nè. Bỏ cá xa. Có lý rồi đó, hay có lý rồi đó. Chưa đi, chưa đi. Đâu đâu, coi nè. Quạt nữa nè. Tụi anh em ơi. Có đầu cá chê. Đâu đâu. Ồ, chê vàng hay vậy? Chê trắng. Chị vàng, chị vàng. Từ nhẹ nhẹ. Chị vàng. Chị vàng. Trắng, chị trắng. Vàng cái gì á? Trắng, trắng đâu trắng. Cái đầu vàng khè mà trắng nè, ông thầy. Phải không? Chị trắng. Mập cái gì? Cái mặt tiêu ngạnh. Con sao thấy giống chị vàng hơn chơi trắng à? Chị trắng. Bữa sao mình phải có bông rồi. Ừ. Không phải. Nó nói chị vàng đi ơi. Trắng. Cãi không mà hồi về biết à. Con, do à. Con này chơi vàng nè, em nói phải không? Đầu tròn do à, chơi vàng đầu tròn do à. Cái này chơi vàng đó. Có cái gạnh nè. Cãi nè, hồi về nhà đi đổ ra biết à. Không phải trắng đâu. Con này em nghĩ coi chừng chơi lai chi sao á. Con chơi trắng nó khác. Này chơi vàng nè. Giống như cái chơi lai mà chợ nó bán, bây giờ nó nuôi á. Ừ. Chơi vàng đó.